nay mình sẽ quay cái vườn thơm của dì mình. Thơm này còn gọi là thơm Tây, thơm Đà Lạt. Trái quá trời luôn rồi, thấy không? To này. Cây con rất là nhiều nữa. Trái rất là to. Đang chuẩn bị chín. Trái nhưng mà rất là nhiều cây con. Ngày này không có gai. Cây này là có gai nè. Chín rồi nè. Rất là tuyệt vời mặt trời luôn. Dù ở dưới bóng xoài nhưng mà nó rất có rất là nhiều trái và to nữa. Nhiều quá trời nhiều luôn. Vì mình rất là thích ăn thơm nên là sưu tập rất là nhiều giống. Cái này thì chín quá là bị nám luôn. Chín quá trời chín luôn. Nhiều quá không chịu hết. Phía bên này cũng rất nhiều nữa. Chạy lên mới đến đá kia. Nặng quá là bị gục đầu hết rồi. Tính từ trên này có bao nhiêu trái? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trái luôn. Con nhỏ nè. Đúng rồi nè. Ra bên đây có một bụi luôn đó. Bên này thì còn non hơn so với cái đám bên kia. Vậy cũng còn trồng nguyên một vườn nữa mà. Còn nhỏ chưa có trái. Hôm nay rất là nhiều nước.